tầm giữ, giữa đêm khuya canh vắng, sao lại có tiếng tỳ bà văng vẳng dây trắng. Nghe anh ba như cục nhạc ghê thường, chắc là người của chôn Trường An thở no. Kìa ngoài xã khơi nhấp nhô con thuyền nhỏ, anh lái thuyền hãy cho thuyền tá cặp sát chiếc thuyền kia, để ta được diễn kiến danh sư cầm nhẹ. Tôi xin hỏi cao sư nào đang đàn tỳ bà thế? Dạ tôi xin hỏi cao sư nào đang đàn tỳ bà thế? Sư phụ đàn thật hay, phải chăng có thể cho gặp được mặt để thỏa lòng ngưỡng mộ? Chào cô, xin mời cô bước sang thuyền, mời cô ngồi. Xin mời cô nương tự nhiên ngồi xuống. Ngón đàn của cô nương tuyệt hay, tuyệt hay. Đàn lên như khúc nhạc tiên. Như nghe giọng nói của cô nương thì dường như không phải là người ở xứ này, mà giống như người ở Trường An. Sao lại tới nơi đây vậy? đến nơi này. Cô nương ơi, thời gian trôi làm hao mòn tuổi ngọc, đâu phải chỉ có riêng cô. Nhưng nghĩ kỹ ra ta cũng đồng cảnh ngộ, và tôi cũng bị trôi dạt đến nơi này. Thân tôi đây đang bị lưu đày, rời Trường An không hẹn ngày trở lại. Cuối bãi gian gạch chỉ có rượu và thơ, tâm danh tôi không còn giá trị, vinh dự gì chức tư mà Giang Châu. Cô biết tôi sao? Vậy à? Cô nương không can dị, đừng nghĩ gì cả. Xin mời cô hãy ngồi vào bàn tiệc, uống với tôi vài bá chung rượu. Đều là những kẻ lưu lạc nơi chân trời cuối bể, thì còn câu nệ làm chi lễ nghi như năm tri kỷ xin mời cô hãy cùng tôi càng mấy chung. Đây rượu hoàng hoa ta uống hết đêm này, lễ nghi gì với một Giang Châu tư mà đã bị đài lên tới Thủy Tần Sơn Lâm. Cả năm rồi tôi chưa được nghe tiếng tỳ cầm, nay cô đã cho tôi trút vào tâm sự. Tôi sẽ suy tư viết bài tương ngộ mà tôi và cô đã gặp gỡ đêm này. Buồn tâm sự Giang Châu tư mà nghe tiếng đàn lá trà dòng châu. Xin đa tạ tùy bà Hằng sẽ là tên bài